Rau này ăn ngon lắm, ngọt lắm. Đủ tiêu mà nhúng rau này là ngon lắm. Bỏ vô nhúng rau má nữa. Rau má thì ở nhà xung quanh nhà nó lên nên đó cả nhà. Thì Rau má bẻ nè. hai vợ chồng sáng cũng lấy gỗ ra bẻ. Rau má này ăn cũng ngon lắm á. Nó đắng cũng ít xíu à. Này Tại ăn nó trắng lắm mưa nhiều nè, nó tốt. Quý chàng nữa không bà chàng cho. à. Mới làm dâu mà cái mùa này nó bụng tung tay luôn á cả nhà. Ăn miếng cao nè. Eo dài quá ta. Chấm lận cổng thôi. Xin mời cả nhà nha. Thôi đi làm thôi cả nhà ơi. Lấy cái thau cái mình đi nhổ cỏ ha. Cỏ này cũng dễ nhổ lắm cả nhà. Nhổ nhẹ cái nó lên gốc rồi nè. Thì mình làm cho sạch cái liếp rau này nè. Còn ít hột rau muống á, mình đem ra mình xả luôn cả nhà. Thì nó lên được nhiêu lên ha. Cái clip rau bữa hổm mà mình xả rau muống với cải nè, giờ cải nó lên được có chút xíu vậy nè, cái nó già hoặc là nó đứt ngang vậy nè cả nhà, nó bị nhũng cái thân nó đứt ngang, đứt ngang nó chết còn được có mấy cọng à. Rau muống cũng vậy luôn nè, cọng nhỏ xíu mà nó già khừ à. Nhưng mà có cái rau diếp cá cả nhà, rau diếp cá thì nó lại tốt, nó bỏ nó lắng ra gần tuốt ngoài nè. Ba cái gầu mương lên.
mà mình cũng mới làm cỏ thì sẽ đắp đắp cái đường rãnh luôn. Giờ mình xả ha. Còn mấy được mới mà xả cho nó hết. Ít rau kiếm rau ăn. Rồi hổm lên leo ngoe leo ngoe. Vừa đủ luôn, cả cũng hơi thưa. Đây mình qua mình lấy cái phân dừa để mình gãy lên cả nhà. Đây, gãy phân dừa lên để trời mưa hoặc là mình tưới tưới nước nó không có bị lấp hộp cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Ngày mới chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe cả nhà. Thì mình cũng mới vừa làm cỏ xạ rau lại cả nhà. Thì bà xã của mình cũng có chuẩn bị ít đồ nè. Ở đây có rau với bắp non, tiêu. Bữa nấu món gì vậy em? Bữa nay nấu vịt nấu tiêu, vịt nấu tiêu xanh. Có một tiêu xanh nữa nè. Tiêu xanh đậu hũ nữa nè. Ăn với bún. Cũng. Mới có được nhiều rau nè anh ơi, chút nữa mình đi hái hết rau má vô. Chút bẻ hết rau má hơn trước đó. Ừ. Với xong cái anh đi bẻ trái dừa nữa. Nè, vịt nè, không? À, vịt. Mình được miếng vịt nè. Đùi vịt, ngon không? Vịt xiêm đàng hoàng. Đùi ngon quá ha. Xiêm với cái đùi với cái phần cổ. Đây có ít tôm thẻ nè cả nhà. Tôm thẻ này cũng mẹ cho. Không có mua. Giờ mình mặn. Mình lấy trên cái đầu nó ra, rút cái đường ruột nó ra. Con thẻ thường ta nuôi người ta cho ăn á, mình phải rút cái ruột nó ra mới được. Con thẻ thấy vậy chứ cái đường ruột của nó nhiều hơn con tôm sú đó. Cái đường ruột nó đen á. Trên đầu nó dơ lắm. Tại vì nó ăn rất là nhiều, nó ăn gấp mấy lần tôm sú luôn. Mình chỉ lột cái đầu thôi à. Còn cái mình á, cái hồi mình trụng á, mình nhúng vô cái nồi tủ tiêu á. Nhưng mà con tôm thẻ của mình ở đây nuôi á thì ăn cũng ngon, tại vì mình nuôi mình đâu cho ăn đâu, ăn thiên nhiên không à. Còn mấy người người ta nuôi công nghiệp á, ăn nó hôi lắm. Tôm này của vườn ba mua của vườn Úc nè. Vườn Úc có đằng sớm không? Về ba với má gian mà còn xài cho để tập lẩu tủ tiêu mình nè. Vịt thì bà xã của mình cũng mới vừa chặt xong á cả nhà. Thì bà xã của mình cũng đang làm bông cà gót nè. Thì bây giờ em làm này anh đi bẻ dừa đi em ơi, để anh đi bẻ cái dừa đi nha. Để anh hơi chờ cái này xong cái em ra em nhổ ít rau má em ngâm rồi mình mới nấu. Hồi mình vô mình rửa rau là dừa đó. Để anh hơi chứ chờ lâu lắm á, người làm việc đi. Thì em đi bẻ dừa đi. Trái nha, hai trái gì cũng được chứ. Hai trái đi cho nó ngon. Dừa tươi nhà mình nhiều mà.
Giờ mình đi bẻ hai trái dừa cả nhà. Ra chòi bẻ nè, có cây dừa gần chòi cũng được mấy trái vậy nè. Ê Phú Quý, ra đây ngồi sẵn với ta hả con? Ủa? Sao nay là làm gì mà sao mưa quá hả? Thì cũng màu đỏ hả kìa. Hả, màu đỏ hả? Ừ. Đâu? Ê, mình bẻ trái dừa cả nhà, còn hai trái bẻ hết luôn. Phú Quý cầm với trái dừa này nè, nổi không hả? À, cầm nổi không chút vô cầm tích ba thằng trái nha. Tại năm nay năm màu đỏ khó làm ăn con ơi. Ừ ơi, mình cũng bẻ được hai trái cả nhà. Ngon sợ luôn cả nhà, tại mấy tháng này nè cái trời mưa nè. Mấy cái rau mà nó ở trong gạch gì nè là nó lên dãi sợ luôn cả nhà. Rau má mình ăn mát lắm, lên nhiều quá. Cái bữa hổm hai chồng á cắt vô rồi xây nước uống nữa. Hái hồi là mê luôn á, quả trời ngon luôn. Đấy, mấy con chút cả gỗ rồi nè cả nhà. Thôi nhiều đủ ăn rồi, giờ mình vô thôi. Giờ mình bỏ rau vô đây mình ngâm nha cả nhà. Mình mới vừa bẻ hai trái dừa, giờ mình chặt ra cho bà xã nấu tiêu cái nha nhạy. Bữa nay bà xã mình cũng gánh được buổi thì bà xã hủ chở tiếp. Nguyên liệu của bà xã mình đã chuẩn bị sẵn rồi cả nhà. Thịt vịt nè, tôm thẻ nè, với rau củ tiêu đồ các thứ nè cả nhà. Ở đây có hai trái dừa mình cũng mới vừa bẻ, mình mới vừa chặt miệng xong rồi cả nhà. Bên đây thì rau má, bữa nay bà xã mình sẽ làm cái món vịt nấu tiêu xanh đó cả nhà. Bữa nay bà xã rảnh được buổi nè, thì bà xã hỗ trợ tiếp mình ha. Đáng lẽ là có nấm gươm nữa nhưng mà mình kiếm mua không thấy cả nhà. Thì bây giờ mình cây nhà lá vườn mà có nhiêu mình làm nhiêu ha. Bữa nay nấu bằng cái nồi đất cả nhà. Cái nồi này quý lắm à, không gà không có xài luôn á, đâu rồi. Bắt nước lên, đổ dừa vô. Nấu bằng nước dừa nó ngon lắm. Mình nấu hai trái dừa, mình bỏ thêm ít nước lạnh nữa cả nhà. Hai trái dừa cũng không đủ nước ha. Không đủ nước đâu. Dừa ít quá, cũng vậy cũng ngon lắm á cả nhà. Bẻ nắp lại cho nó sôi. Có nước dừa là ngon rồi.
bỏ vịt cho mình xấy cả nhà. Thì nó thơm rồi mình mới bỏ vào cái nồi nước hầm. Bỏ mấy con tôm vô mình xấy luôn. Mình nêm vô đây miếng gia vị cho nó vừa ăn cả nhà. Nó vừa ăn. Nồi nước thì mình nêm thêm. Mình xào vịt nó xong rồi nè, nó thơm rồi. Cái mình cái nồi nước của mình nó cũng vừa sôi luôn rồi nè cả nhà. Giờ mình sẽ bỏ thịt qua đây mình nấu nha. Thơm quá. Mình bỏ vịt qua mình nấu thôi, còn tôm á mình để ở đây nè, hồi cái mình nấu ha. Chín hết rồi cái mình mới bỏ tôm này vô sau, tại tôm mình bỏ vô mau chín lắm, mình xấy cho thơm thôi chứ không có chín không nữa, vừa đỏ nhẹ thôi. Vừa xong mình nấu cái này nó rất là ngọt nha. Mình đẩy nắp lại. Bây giờ vịt nó cũng chín này mà nó chưa có mềm cả nhà. Mình cho cà rốt với bắp vô. Giờ mình sẽ nêm gia vị vô nè cho nó vừa ăn. Đường nữa. Dừa thì nó ngọt lắm à, không cần nêm đường nhiều đâu. Giờ mình sẽ cho tôm vào nha. Rồi. Cho đậu hũ trắng vào luôn. Ngon chưa? Ngon quá. Cái mùi nước dừa phản phất lên thêm cái mùi tiêu xanh cái nữa. Thêm hành cho nó ít xong rồi cả nhà. Ủa sao? Sao không bỏ vô? Ủa? Sao không bỏ vô đó rồi hả? Ừ, mày bỏ vô rồi nè con. Ủa nè. Mẹ, nấu chín rồi đó con. Sao hồi nãy mình bỏ vô luôn? Thôi, nước sôi mà con. Ngon chưa? Vợ chồng mình xin mời cả nhà dùng cơm cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm với vợ chồng mình nha. Hôm nay bà xã có làm cái món vịt nấu tiêu xanh đó cả nhà, thơm quá à. Con ngon phú quý, ăn thử miếng chụp. Miếng rau vô cả nhà, xôi rồi. Lẩu thì cũng đã chín rồi. Bà xã đang chuẩn bị nhúng rau vô ăn cả nhà. Này rau tần ô hay còn gọi là cải cúc á, rau này ăn ngon lắm, ngọt lắm, đủ tiêu mà nhúng rau này là ngon lắm. Bỏ vô nhúng rau má nữa. Rau má thì ở nhà xung quanh nhà nó lên lên đó cả nhà, thì bẻ nè. Hai vợ chồng sáng cũng lấy gỗ ra bẻ rau má này ăn cũng ngon lắm, nó đắng cũng ít xịu à. Này ăn đắng lắm à. Mưa nhiều nè nó tốt.
rồi cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha, ăn lẩu tiêu. Quý chăn nữa không bà chăn cho. Quý làm dâu mà cái mùa này nó bụng tung tay luôn á cả nhà. Ăn miếng cao nè. Cao dài quá ta. Chấm lận cổng thôi. Chấm lắm à. Xin mời cả nhà nha. Đây dệt nè. Húp đâu rồi cả nhà? Con tôm ba. Con tôm mất con. Tại bạn trái này chú bắt trong bà lọc cho ha. Tại con tôm còn đang nóng lắm con. Bắp thơm mà ngọt lắm. Ngon quý. Mẹ cắt sẵn nè, múc ăn ngon lắm con. Để đọc cho quý con tôm cả nhà. Đặt đây cho vô trong mũi đi. Thì ba lọc đi ha. Bà con đi. Bắp ngon không em? Ừ. Nó đổ nè. Đổ này chắc mất của đó nhà, cắt nó bể nè. Để ăn miếng đậu hũ á. Chua lắm mẹ. Đậu hũ chua đâu con? Ngon hả? Con ăn không quen ạ. Đúng không? Ừ. Béo quá. Đậu hả? Ừ. Con ăn không quen. Được rồi. Chấm miếng nước mắm. Này nóng lắm. Cái tiêu này mà kho quẹt em bỏ vô ăn cái là nhức nách luôn á. Cam hả? Thịt thơm the the. Mà cái thịt the nó không? Cái the dịu dịu nó im lắm. Này ăn trời lạnh cái là đúng bài luôn. Thịt trời lạnh mà. Bữa nay có nấu nồi lẩu. Cô biết cái vô mời ông ngoại với bà ngoại mà ông ngoại với bà ngoại mới ăn cơm rồi cả nhà. Ăn cơm kịp giờ với nha. Ông ngoại bà ngoại mà. Tại vì ông ngoại với bà ngoại ăn rất là sớm. Cái bắp này ngon quá. Con má à? Ừ, ăn cơm rồi. Con mới ngồi để mẹ gắp ra, con mũi nhau.